Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng quý anh chị em và các bạn quay lại với cái chương trình trực tiếp của nhóm tự doanh chứng khoán. Xin mọi người tham gia thì mọi người xin chia sẻ một cái like với nhóm chúng tôi. Buổi chia sẻ hôm nay thì chúng ta chia sẻ trong nhóm kín. Thì cái buổi chia sẻ hôm nay thì sẽ trao đổi và chia sẻ với quý anh chị và các bạn về cái dự báo xu hướng tháng tới, thị trường sẽ lên hay xuống. Thì theo anh chị em và các bạn thì xu hướng tháng tới thì sẽ lên hay xuống ạ? Chúng ta yên tâm là chúng ta đang trực tiếp trong nhóm kín thì xin trước khi đi vào trực tiếp thì cũng xin được thông báo với quý anh chị em và các bạn là quý anh chị em và các bạn hoàn toàn có thể là thêm mới thành viên vào trong nhóm thì chỉ có anh chị em và các bạn trong nhóm thì mới có thể là tìm thấy được cái nhóm của chúng ta và có quyền được thêm mới thành viên mới hoặc là các thông tin ở trong nhóm thì chỉ có nhóm chúng ta mới biết thôi. Nên là anh chị em và các bạn là vô tư đi, cứ việc chia sẻ những cái cảm nhận của mình. Thì trước khi đi vào chia sẻ thì chúng tôi muốn hỏi quý anh chị em và các bạn là dự báo cái xu hướng tháng tới thì theo quý anh chị em và các bạn là thị trường sẽ lên hay là thị trường sẽ xuống? Sẽ lên hay xuống ạ? Anh chị em và các bạn muốn màu xanh này hay muốn màu xanh này ạ? Muốn màu nào ạ? Mọi người cứ chia sẻ cùng với nhóm ấy ạ. Dạ. Vâng, xin mỗi người cho một cái like ạ. Lên 930, 975, bạn Trọng Ngô Bá lên 930, 975. Những anh chị em và các bạn nào đã có cuốn sách này rồi thì hôm nay thì chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi của chúng ta phụ thuộc trên cái cuốn sách này về lý thuyết. Trang 344 anh chị em và các bạn. Trang 344 anh chị em và các bạn mở sách ra, 344. Mở sách trang 344 nha. Anh chị em mở sách trang 344 đi ạ. Lê Như Anh mong sẽ lên vì tiền của mọi người nằm im lâu quá rồi. Hello bạn Lê Hoài Nam, chào anh Lê Như Anh. Hello, như thế nào ạ? À? Vâng, chúng ta vừa giao dịch, vừa trao đổi và vừa chia sẻ nên cũng không gấp ạ. À. Anh chị mở trang 344 thì có cái đoạn viết như sau này. Đây. Chúng tôi sẽ quay cái trang này cho anh chị em và các bạn xem. Ok. Chúng ta sẽ quay lại cái trang này cho anh chị em và các bạn xem nhá. Đây. Đây thưa anh chị em và các bạn, trong cái trang này thì có một cái hình như thế này. Đây là cái hình sóng chéo kết thúc trong thị trường giá xuống. Trang 344. 344, anh chị em và các bạn nhìn cái này. Nhìn cái này đi, cứ nhìn kỹ cái này đi ạ. Rồi, anh chị em và các bạn là sẽ cùng nhau review nha. Mở cuốn sách ra, trang 344. Đây, cái sóng chéo kết thúc đây. Thì sóng chéo kết thúc thì nó gồm có một sóng xuống là sóng 1. Rồi, sóng 1. Sau đấy có sóng 2 là sóng hồi. Đây, sóng 2 là sóng hồi. Sau đấy xuống sóng 3, lên sóng 4. Và nó đi vào cái sóng chéo là sóng 5. Sóng 5 này, đây, thì trong lý thuyết người ta viết là trang 343 nó viết như thế này. Trong hình A8, sóng 5 là sóng chéo thu hẹp.
Nó được định nghĩa bởi hai đường xu hướng hội tụ điều khiển sóng chéo có dạng giống như mẫu hình cái nêm, một đường xu hướng liên kết các điểm kết thúc của sóng 1 và sóng 3 và một đường xu hướng khác liên kết các điểm kết thúc của sóng 2 và sóng 4. Sóng 5 có thể nằm ngay hoặc ngay trên hoặc bên dưới một chút so với đường xu hướng 1-3. Nếu sóng 5 vượt qua đường xu hướng 1-3 nhưng sau đó đảo chiều, nó được gọi là phá vỡ giá. Đây, sự điều chỉnh nhanh và mạnh thường đưa giá trở về ít nhất là nơi bắt đầu sóng chéo và thậm chí xa hơn nữa. Sự đảo ngược này thường xảy ra trong khoảng thời gian 1/3 đến 1/2 thời gian hình thành sóng chéo. Đây là cái sóng chéo của ta. Rồi anh chị em bạn nhìn kỹ trong cuốn sách này chưa? Chúng ta sẽ chứng minh trên cuốn sách này xem là nó có đúng không nhé anh chị em và bạn. Rồi cứ bình tĩnh thị trường, cứ để tạm thời thị trường nó đã. Rồi sau đó ta sẽ chứng minh xem là nó có giống cái này không. Anh chị em và các bạn mở biểu đồ phân tích kỹ thuật. Đây nó đọc nốt này. Trong sóng chéo khởi đầu, các sóng đầu gồm 1, 3 và 5 đều có dạng sóng đẩy và các sóng hiệu chỉnh đều có dạng sóng dí dắt. Sóng 2 và sóng 4 luôn có mẫu hình dí dắt. Sóng chéo khởi đầu có thể xuất hiện ở sóng 1 của sóng đẩy và sóng đầu tiên của sóng dí dắt mà chúng ta gọi là sóng A. Dạng sóng chéo khởi đầu tương đối hiểm hình. Ok, đây là cái cuốn sách này. Ok, hướng dẫn giao dịch theo sóng Eros. Anh chị em và các bạn nào chưa mua thì chút xíu là liên hệ là với chúng tôi để mua. Ok, liên hệ với chúng tôi để mua. Thì hôm nay chúng ta sẽ, cái này thì ông dịch giả là ông Trương Minh Huy á, ông đã đưa ra cái mô hình này từ rất sớm. Đây, cái mô hình này từ rất sớm. Thì đây, nó nằm ở trên này luôn anh chị. Cái mô hình này á, ông dịch giả, thì tôi mở cái hình cho ông dịch giả Trương Minh Huy ông đưa cho anh chị em và các bạn xem. Ông đưa rất là sớm cái mô hình sóng chéo này luôn. Và thị trường của chúng ta diễn ra gần như là như vậy. Đây, trên màn hình máy tính của anh chị em và các bạn, chúng ta thấy rằng là đây là cái hình của ông dịch giả ông đưa. Thì nó có giống với lại cái hình sóng chéo hay không? Thì chúng ta sẽ chứng minh trong ít phút nữa xem là nó có giống lý thuyết không. Thì hiện tại thì theo chúng tôi thì nó rất là giống lý thuyết, cực kỳ giống lý thuyết luôn anh chị em và các bạn nhá. Đây nhá, anh chị em và các bạn nhìn lại một lần nữa này. Lý thuyết của sóng là sóng 1 giảm, sóng 2, sóng 3, chờ một chút, sóng 1, sóng 2, sóng 3, sóng 4 và sóng 5. Sóng 5 thì nó sẽ là cái dòng sóng chéo mà được theo lý thuyết nó gọi là sóng chéo thu hẹp. Rồi. Sóng chéo thu hẹp. Thì cái đợt này hồi thì tối thiểu là lên được là cái điểm bắt đầu của sóng chéo và có thể cao hơn. Thì đây nó đang hồi phục đây. Thì anh chị em và các bạn, để chờ tôi một chút xíu, tôi mở cho anh chị em và các bạn xem cái biểu đồ phân tích kỹ thuật của VN-Index luôn. Anh chị em và các bạn chờ một tí, tôi mở luôn cho anh chị em và các bạn xem nó như thế nào. Đây, anh chị em và các bạn nhìn cái biểu đồ phân tích kỹ thuật đây. Rồi, anh chị em và các bạn nhìn thấy rõ không ạ? Rồi, đây nhá anh chị em và các bạn nhìn nhá, hồi nãy là sóng chéo là nó như thế này. Đây, sóng chéo nó như thế này, sách nó viết là như thế này. Xuống sóng 1, lên sóng 2, sở sóng 3, sóng 4. Anh chị em và các bạn nhìn đi. Có phải là xuống sóng 1, đây, lên sóng 2, giảm sóng 3 và lên sóng 4, sau đấy vào sóng chéo. Vào sóng chéo. Đây, cái sóng chéo 5 này. Cái sóng chéo 5 đây này. Đây này anh chị em và bạn cứ để ý đi. Đây, đây sóng đây, lý thuyết đây anh chị em và bạn mua sách về đọc thêm lý thuyết nha. 1 2 3 4 5 là cái năm là sóng chéo. Thì đây, anh chị em và bạn nhìn đi. Coi là sách nó viết có đúng không? Đấy. Anh chị em và bạn nhìn này. Đây, tôi vẽ cho anh chị em và bạn coi. Đây là sóng 1. Đây là 1. Đây là 2 hồi. Rồi ok, đây là 3. Rồi đây là 4. Rồi, kết thúc 4, tạm thời là kết thúc 4 đây đã. Rồi, 4 vậy đây là 5 này, cái đoạn này 5 này. Nhưng mà 5 này nó có giống sóng chéo này không? Đây anh chị em và các bạn coi nhá. Coi có giống cái sóng chéo này không nhá. Đây này, bắt đầu 4 này, ta xuống 5 này. 5 này anh chị nhìn này. Dính chắc này, đây này. 5 thì nó có giống cái 5 này không? 1 này. 2 này. 3 này, 4 này, 5 này. Đây, tôi vẽ cái màu này là màu này đi cho anh chị em và các bạn để nhìn. Rồi, để kéo cái 5 này xuống đây. Rồi, ok. Anh chị em và các bạn nhìn thấy cái này không ạ? Có nhìn thấy cả toàn bộ chu trình không ạ?
Thấy chưa? Ok, thấy rồi đúng không? Rồi, vậy anh chị em và các bạn khẳng định được cái gì chưa? Khẳng định được cái gì chưa? Anh chị em và các bạn cứ nói và để lại like ạ. Vô tư like ở đây. Đây là sách. Đây là sách viết. Đây là sách viết anh chị em và các bạn ha. Đây. Đây là sách viết trang 44 đây. Trang 44. Rồi. Trang 44 của sách viết. Ok. Đây là cuốn sách viết. Đây là cuốn sách hướng dẫn giao dịch theo sóng Elliott. Rồi. Cách mô hình nó đi như nào? Đây, cái phương pháp luận đây. Rồi, phương pháp luận đây. Mô hình đây. Còn của biểu đồ thị trường của chúng ta đây. Sao ạ? Ok anh chị em và các bạn cho ý kiến đi ạ. Rồi. Và cái ngày mà tạo đáy sóng như nào ạ? Nó giống không ạ? Nếu giống thì anh chị em và các bạn cho cái like đi ạ. Anh chị em và các bạn đồng tình với cái chương trình này thì cho cái like ngay đi ạ. Like ngay. Anh chị có muốn như thế không ạ? Muốn thì like luôn và ngay luôn ạ. Ok không ạ? Rồi, rồi ok ok. Vậy thì anh chị em và các bạn biết phải làm gì rồi đúng không? Đây là ngày mùng 10 tháng 4. Chỗ này là ngày mùng 10 tháng 4 này. Đây này, chỗ này mùng 10 tháng 4 này. Cái chỗ đầu ngón tay đây, tôi lấy cái bút tôi chỉ này. Cái chỗ này là đầu ngày mùng 10 tháng 4 này. Sóng 1 này, sóng 2 này, sóng 3 này, sóng 4 này, sau đấy vào sóng 5 này. Sóng 5 thì nó hình thành sóng chéo này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này. Đúng chưa anh chị em và các bạn? Đúng không ạ? Rồi, ok. Vậy anh chị em và các bạn biết phải làm gì rồi đúng không? Thị trường đâu? Đây, thị trường nó đang đỏ đây. Tôi đang ngồi trước màn hình mà. Đang cầm cái máy điện thoại trực tiếp với anh chị em và các bạn mà. Rồi anh chị em và các bạn. Rồi. Như vậy là như nào? Tóm lại là bây giờ như thế nào? Theo anh chị em và các bạn thì bây giờ tóm lại là như thế nào? Giống rồi đúng không? Giống rồi đúng không? Rồi ok. Thấy giống là thích rồi. Giống là thích rồi. Giống rồi đúng không? Giống rồi thì mua sách thôi. Mua sách thì đường link của sách thì để lại cho anh chị em và các bạn đấy. Rồi bây giờ giống rồi, khởi đầu sóng đây. Đấy, ok. Mua thâu vào là sao ạ? Anh Thắng có cái áo cute quá nhưng nên đổi màu áo đi anh. Không sao, lấy tàu mà sợ gì. Giữ tiền bỏ cuộc chơi. Ok, khởi đầu sóng đấy, mua thâu vào. Chả hiểu, không hiểu các bạn anh chị em bình luận là như nào. Rồi bây giờ anh chị em và các bạn có thêm câu hỏi nào nữa không ạ? Đây là cái đường link này, cái đường link mua sách này. Cái này thì chỉ là chia sẻ dưới góc nhìn là gọi là cái gì đường link mua sách đâu. Chờ tí. Để lại cái link mua sách. Chia sẻ để bán sách mà. Ok. Bật mí rồi.
Đạt Hoàng chuẩn bị cho bò tót. Vâng, anh chị cứ bình luận thôi, chúng ta chờ gọi là trực tiếp trong nhóm kín mà, chúng ta cứ chia sẻ với nhau thoải mái. Thưa anh chị em và các bạn, là cái câu chuyện mà chúng tôi vừa trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn về cái câu về cái mô hình sóng chéo kết thúc trong thị trường giá xuống á, thì cái việc chia sẻ này thì ông Trương Minh Huy là người dịch giả của cuốn sách này á, thì ông này cũng đã chia sẻ sớm cái mô hình sóng chéo này từ rất là lâu rồi. Tuy vậy thì cái việc mà cái điểm mà gọi là điểm kết thúc của cái sóng chéo này là ở đâu? Habi là hôm nay vào mã nào được hả anh? Trong cái chu trình sóng đẩy, trong cái chu trình mà gọi là sóng kết thúc, trong khi bước kết thúc sóng năm thì nó sẽ bước vào một cái xu hướng gọi là đây. Trong sách nó viết như này này anh chị em và các bạn ạ. Nếu sóng 5 vượt qua được rồi, sự điều chỉnh nhanh và mạnh thường đưa giá trở về ít nhất là nơi bắt đầu sóng chéo. Và thậm chí xa hơn nữa, sự đảo ngược thường xảy ra trong khoảng thời gian 1 phần 3 đến 1 phần 2 thời gian hình thành sóng chéo. 1 phần 3 tới 1 phần 2 thời gian hình thành sóng chéo. 1 phần 3 cho tới 1 phần 2 thời gian hình thành sóng chéo. Hôm nay thì chủ yếu là đầu cơ lên ngôi. Trên thị trường chung á thì chúng ta nhìn thấy là chủ yếu là đầu cơ lên ngôi thôi. Hôm nay thì có FLC 21 triệu cổ phiếu khớp lệnh, Hoàng Anh Gia Lai 14 triệu cổ phiếu khớp lệnh, ASM 7 triệu, 275 triệu, Hòa Phát 4 triệu, AMD 3 triệu 9, GTN thì 3 triệu 7. Vâng. Nay trực tiếp nội bộ với anh chị em và các bạn cho vui thôi, chủ yếu là chia sẻ bán sách thôi. Hôm nay có hai thì đang tăng trần, GTN tăng trần, toàn cổ phiếu đầu cơ không à. Fit Quốc Cường Gia Lai, Fit cũng tăng trần, Quốc Cường Gia Lai tăng trần, đầu cơ lên ngôi xong thì sao, theo anh chị và các bạn thì sao ạ? Không bật mí, có nhiều anh chị em và bạn vào bật mí sớm. Thì mô hình thì đã đưa cho anh chị em và các bạn rồi. Nói về cái mô hình giá thì cũng đưa rồi, còn tùy anh chị em và các bạn thôi. Anh chị em và các bạn bước vào xu hướng nào thì bước thôi. Ok, kết thúc video tại đây ạ. Xin chào anh chị em và các bạn ạ.